Rồi, xin chào anh em ạ. Giờ mình sẽ trở lại, mình chuẩn bị mình vô hang tiếp thôi anh em ạ. Đường đi quá thiệt. Rồi, mình dẹp bớt đồ đi. Ê cha, ê cha. Coi cái gì mình không cần thiết mình dẹp bớt đi nha. Mình để mình cho nó vô hang bớt đi. Ê cha. Bạc hả? Ôi da. Cái súng rồi, cái búa rồi, ốp, rồi ok, ủa, búa đúng rồi, thiệt chứ. Lại không xuống hang kịp rồi anh em ạ. Mình sẽ chuẩn bị mình xuống hang mà bây giờ mình không xuống kịp nè. Đồ tùm lum tà la chân mờ. Ây chà. Thôi bỏ luôn đi. Ây chà. Chán thiệt chứ. Rồi tối luôn rồi, không xuống hang kịp rồi. Mình chưa chuẩn bị đồ gì luôn anh em. Mình chưa có chuẩn bị đồ gì để mình xuống hang luôn đâu rồi, hang mất tiêu rồi. Hôm bữa cái hang nằm đây mà bây giờ mình không thấy luôn. Thiệt là vãi chưởng. Đây rồi. Không vô được luôn trời. Rồi mình lấy cái bếp lửa ra đi. Ok, trước tiên thì mình để một cái cục gạch xuống nha. Rồi ok. Ủa, cái kiếm mình đâu rồi? Lấy kiếm ra, lấy kiếm ra. Không biết. Wow. Wow. Ủa gì kì vậy? Đây ra trời ơi trời thiệt chứ. Mình đi sai lầm rồi anh em ạ. Mình đi lộn. Các bạn biết sao không? Tại mình đi mình bấm lộn mình lui trở ra nó văng trở ra làm mất hết mấy cái bếp lửa. Thôi bây giờ mình sẽ mình cố gắng mình làm lại thôi. Mình kiếm một số đồ mình mua bếp lửa tiếp tục mình về nhà thôi, lấy đồ ra mình chơi tiếp. Thật là tức quá đi thôi. Thật là tức quá đi thôi.
Ồ, gỗ mình còn nhiều lắm mà. Ồ, kỳ. Rồi, mình hết gỗ rồi. Ủa? Thất bại. Lần đầu mình thất bại anh em ạ. Ủa? Rồi, ok. Mình chỉ vậy thôi. Thôi, mình thất bại rồi, mình đi ra kiếm cái khác. Má gì má? Lần đầu tiên mình thất bại. Thôi mình đi chặt gỗ thôi. Ghê quá, ghê quá. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Lúc nào? Lần đầu tiên mình xuống hang thất bại à, tại vì lúc hồi nãy mình mình lui ra mình không có để ý á, cho nên là mình lui ra ngay cái miệng hang à, lần sau mình rút kinh nghiệm để mình lui á, là mình tránh tình trạng mình lui ra mình đi vô sâu một xíu để mình tránh tình trạng mình lui ra ngay chỗ cái miệng hang á, cho nên là mình không có còn dăng ra luôn ha, là xuống mắc ngờ thật là khổ ơi là khổ. Ủa sao sao xuống được vậy? Sao xuống được vậy? Có Nó phải cửa đâu mà xuống được. mình xuống đi xuống nó không la. Hay là mình bảo vệ quen không mà nói chung em ngủ rồi đâu. Hồi đó không quen giờ thì khác chứ. Mình giải tiếp thôi mà đúng không? Gì mà đâu phải công nhân đâu. Họ cũng ghét mình quá không cho mình đúng không?
Ừ? Ngủ đi. Ngủ đi, ngủ đi. Đi cho bẩn bãi này đi. Bẩn bãi đi. Đây hả? Ờ, chơi hàng nhéo tôi đi. Đâu có tắt hả? Tắt luôn. Hoa lại.